Một vấn đề mà các bạn thường hay lãng quên khi BBC đó chính là làm thế nào để lựa chọn ra một vỏ case phù hợp. Case càng to thì không gian thoát nhiệt càng lớn, ngược lại càng nhỏ như là Mini ITX thì lại càng nóng. Thông thường các bạn sẽ thích những chiếc vỏ case mặt kính hơn vì chúng đẹp hơn đúng không? Nhưng mà những chiếc vỏ case mặt kính thì thường sẽ nóng hơn những chiếc vỏ case mặt lưới. Một điều đặc biệt nữa mà hầu hết tất cả các bạn đây đều rất là đau đầu khi đống dây kết nối bên trong của mình không được gọn gàng đúng không nào? Vậy nên một chiếc KBC có sẵn hộp để đi dây riêng hoặc là các bạn có thể tự đi dây để cho chiếc BC của mình gọn gàng thẩm mỹ hơn, dễ dàng vệ sinh nâng cấp và tản nhiệt cũng sẽ tốt hơn nhiều. Điều cuối cùng là về ngoại hình của vỏ case sẽ chiếm 50% độ đẹp của bộ BC. Cũng tùy thuộc vào gu thẩm mỹ của các bạn như thế nào, muốn set up một góc làm việc đẹp để học tập, làm việc hoặc là chơi game. Đặc biệt nếu các bạn đang tìm những mẫu case đẹp độc lạ, còn chần chừ gì nữa mà hãy đến Hacom ngay nhé.